Hello, xin chào các bạn, lại là mình đây. Chúng mình vừa trải qua gần 10 phút trải nghiệm game này đúng không các bạn? Các bạn thấy game này thế nào? Link game mình để dưới phần mô tả các bạn nha. Các bạn có thể tải trên hệ điều hành iOS Android các bạn nha. Ok bạn nha. Rồi ok. Mình sẽ làm nhiều video dài như này để ok vâng. Rồi các bạn có câu hỏi gì muốn hỏi mình thì comment ở dưới phần dưới video các bạn nha. Và bây giờ là mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào các bạn nha. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ cho mình nha. Bye bye.